Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Baker. Thì còn chỉ hơn 20 ngày nữa là tới Tết thôi. Thì anh em là nhộn nhịp, không khí Tết ha. Nhà nhà đua nhau đón Tết. Và mình cũng đón Tết à. Thì anh em thay nhau bảo trì xe để đón Tết à. Rồi thì bây giờ thì mình chuẩn bị giao hai con xe cho anh khách. Và có tiêu đề là dưới 100 triệu mình sẽ mua xe nào chơi Tết. Dưới 100 triệu anh em có thể chọn rất là nhiều loại xe, từ phân khúc 300 độ xuống. Đó, thì ở đây thì mình có hai chiếc xe, đó là con MT03 và con Z300. Đó, thì con mấy con này mình bán chỉ có dưới 90 triệu chút xíu thôi, 90 triệu, nó nằm khoảng từ 88 đến 92 á. Thì anh em có thể mua được con xe này, rồi về anh em có thể thuê lên thêm số đồ chơi, dư tiền lên thêm số đồ chơi, rất là ok luôn. Đó, thì bây giờ đây là con xe này là đã chủ xe ở Biên Hòa nè. Mai mình sẽ giao xuống Biên Hòa. Còn con xe này chủ xe ở quận 12. Thì bây giờ mình sẽ theo yêu cầu thì mình sẽ thay nhớt cho hai anh khách mua xe ở mình, để anh em chó xe chơi Tết luôn, mới như mới. Và đặc biệt cái mùa Tết này mình có tặng cho mấy anh em một cái lớp phủ nano, để anh em đi cho xe nhìn cho nó xe mới ha. Thì bây giờ chắc là đánh nano được luôn rồi đó. Đánh luôn ha. Thôi, để cho thấy à, quay quay gần nè, thấy không? Đánh lên xíu là nó đẹp ha, nó bóng mà ha. Đó, này mình phủ rồi, mình lau cho nó đẹp thôi. Để chút cho nha, mấy anh đệ mình đánh đi, để mình nói chuyện với anh em tiếp. Thì ở hai con xe này á thì cái con MT nó sẽ nhích hơn một xíu. À, bởi vì nó tới 321 phân khối. Nhưng mà nó nhích hơn thì nó sẽ tốn hai xăng hơn một chút xíu ha. Đó, thì con Z3 này thì đồ chơi đủ xài, anh em về chỉ cần xích bô độ lên cái bô độ thôi, két nước chống đổ đồ đầy đủ luôn. Đó, cho mấy anh em chơi. Và đặc biệt cái con MT này nè, odo chỉ mới 4.000 cây thôi, quá tuyệt vời. Vớt đủ rồi đúng không? Để coi mật khẩu này là 1 6 9. Cái này có khóa, cái này là gọi khóa nón bảo hiểm đúng không? Mà không có mật khẩu ta. Nó không ra. Giờ đang thay nhớt cho MT03. Thì ở hai con xe này anh em có chiều cao khiêm tốn, dưới 1m65 vẫn có thể chạy được nha anh em. Những con xe này chạy rất là thoải mái, và đặc biệt cho anh em với một cái sở thích là đi tour, đi xa, đi trong thành phố, lựa chọn những con này là hợp lý nhất. Đó, em quay con MT03 này thì cũng có chống đổ này nọ này. Nói chung là chủ trước người ta lên đồ chơi, sau thì để lại anh em vậy cho anh em chơi. Nhớt cũ lắm đúng không? Cũ. Nhớt cũ rồi. Rồi chờ nhớt xả hết thì mình bắt đầu xả con Z3 luôn. Xả xong hết rồi mình thay một lần. Đó, đó giờ anh em chỉ việc đem xe về chơi Tết là xong. Em cầm, anh cầm máy quay cho. Em vô em đánh cái con Z3 này. Rồi. Rồi. Anh chỉ em đánh cái lớp nano đúng không? Đó, anh em nhìn đi. Như ken xà beng luôn. Cái lớp đó nó phụ, nó bảo vệ sơn mình tốt hơn á. Nó cũng dạng dạng như là giống là dán đề canh bóng á, nhưng mà cái này là một cái dung dịch. Thì cái này người ta xài nhiều rồi, nhưng mà mình kỹ, mình làm cho khách, cho khách có xe mới đi thôi. Ok không? Đẹp đúng không Hân? Quá đẹp luôn. Coi MT chưa nè. Bên đây nè, em vô thoát bên đây nè, bên hông bên đây đó. Quá đẹp luôn anh em, thấy không? Nhìn quay cận cho anh em lấp lánh luôn á. Lấp lánh luôn. Rồi. Đẹp không? Z3. Z3 nó có cái đẹp của Z3. MT có cái đẹp của MT. Z3 nhìn nó ngầu.
này mang dép giống mấy bà đẻ phong cách của showroom này. Dép tổ ong biết sao là mình cắt gốc không, sợ mấy thanh niên đem về nhà mang cắt gốc như giống khách sạn á. MT03 siêu đẹp nè, hy vọng là chủ sau á có đi á thì nhớ bảo quản nó thiệt là ok. Tại vì nó đang rất là đẹp và mới đó, phủ em lớp nano nữa là tuyệt vời luôn đó mấy em, bóng luôn, bóng như ngọc trinh luôn, sôi luôn. À anh em thấy tôi đang cầm máy quay không? Má bóng ghê luôn á. Này anh em thấy tôi đang cầm máy quay không? Ghê ghê ghê, thiệt là ghê. Ở trong mát mà anh em thấy gì đó, ra nắng anh em thấy nữa. Đó, ngày mai là mình sẽ cho hai em mình nó đi giao con MT03 ở Trảng Bom, còn con Z300 ở quận 12. Nhớt nè, đây chuẩn bị nhớt sẵn để đổ cho anh em. Anh em biết vì sao mà Minh phải bao lại không? Tại vì Minh không có nhận tiền quảng cáo từ hãng nhớt này. Và theo Minh á, sử dụng nhớt cho những dòng 300 phân khúc đổ lại á, thì chỉ cần sử dụng nhớt 250 đổ lên hoặc là 400 ngàn đổ xuống là ok rồi anh em, là chất nhớt tốt rồi anh em. Nhớt mình đang sử dụng cho anh em là nhớt 300 ngàn một bình đó, 2 bình là 600 ngàn, anh em thấy chua chưa? Thì thay cho anh em đó, mình không có bia cho hãng nhớt này cho nên mình che cái màu trắng lại. Và anh em nào muốn sử dụng nhớt chung với mình thì cứ có thể inbox Zalo cho mình nha. Đó đẹp chưa? Đó, quá tuyệt vời luôn anh em, xe như mới, em nhìn coi. Đó, anh em nhìn coi, Tết mà có con xe mới mới gì đi ra đường thôi chứ đã lắm luôn, giống như là mình cảm giác đập thùng rồi đó anh em. Nó tuyệt vời ha, công nhận cái lớp này ok. Ok, mình đã giữ xe mình rất là kỹ rồi thì hy vọng á anh em về anh em chơi á, anh em cũng phải giữ kỹ giùm mình con xe của mình đã bán cho anh em nha. Tại vì khi mà mình bán ra mỗi con xe là mình đã rất tâm huyết rồi, thì hy vọng anh em về anh em giữ. Nhớt với 300 mà cũng cũ lắm rồi đúng không? Rồi xong mình đóng lại, mình sẽ tiến hành đổ nhớt vô. Em biết em đem thiếu cái gì à? Đủ. Anh tưởng em thiếu cái đồ đổ nhớt vô chứ. Rồi ok anh em, và bây giờ mình sẽ bắt đầu đổ nhớt vô thay nhớt cho anh em nha. Tại biết sao không, quay cái này cho mấy anh em mua xe mình anh em coi cho nó vui. Anh em biết là xe mình đã được bảo trì bảo dưỡng ok, anh em đi cũng an tâm hơn. Đó, cắt đi chút. Đó anh em thấy không, đây là nhớt cũ xả ra, hai con là muốn chèn cái thao rồi. Qua đây anh coi là xe mình vệ sinh rất là kỹ ha, từ cái cọng sơn luôn, anh em thấy chưa, từ cái cọng sơn không có một hạt bụi, rất là kỹ để cho anh em về anh em đi, cho nên anh em cũng phải giữ xe giùm. Đó thấy không, sơn là liếm được luôn nè. Đó, công sức, cái công sức của anh em bên mình làm cho anh em thì anh em cũng phải quý trọng, đừng có đi xe dơ quá là được rồi. Đó, chà lâu đó anh em, có thể gọi là rửa siêu sạch á, rửa siêu sạch là rửa một chiếc xe mà rửa 2-3 ngày. Rồi giờ bắt đầu đổ nhớt vô, quay đổ nhớt cho anh em xem. Trước khi đổ nhớt mình phải lau sạch phễu đồ này nọ nha anh em, nếu như anh em muốn tự thay ở nhà. Ở dưới là xiết ốc hết rồi đúng không? Còn những con này á, nó có mất canh nhớt ở bên đây. Cái nó có một cái, đây, chỗ này có một cái chỗ đen mình canh nhớt nè. Rồi, đóng gói kỹ lại để cho nhớt nó khỏi chảy ra ngoài, mấy nhớt dư. Rồi tiếp, bình tiếp theo
Như vậy là đã ra đi 1 triệu 2 của Minh Baker trong một buổi sáng đẹp trời. Chỉ có trong anh em mua xe dịp cận Tết thôi nha, coi như là lì xì anh em thôi nha. Còn những kia thì anh em phải tự thay nha anh em. Xe mình đi phải tự thay chứ, bắt mình thay hoài đúng không anh em? Rồi em coi cái canh cái vạch nhớt ở dưới nó tới đâu rồi. Rồi đủ rồi đó. Rồi giờ qua MT03. Đẹp quá. Này là mình gắn cho khách, là khách yêu cầu cặp kính của MT03 luôn, nó đẹp hơn là cặp kính của Z nha anh em. Rồi thì nhớt này mình sử dụng là từ 2.500 2.000 tới 3.000 cây mới gần thay. Rồi qua MT nè. Mình không thay trong nhà vì sợ dơ showroom ở trong anh em, nên phải thay ở trước đây. Lỡ mà nhớt nó nhiễu á, mình ở trong nó sẽ hôi. Rồi qua thay MT nè. Các ơi, em lên em lấy chìa khóa đề máy cho nó. Chìa khóa vô ha. Cái mật khẩu này mình không biết. Một cái điều đáng buồn á là chủ xe của xe này á đưa xe mà không đưa cái mã này cho mình. Bây giờ để đây khó tháo ra quá. Rồi gắm vô con Z300 đề máy cho nhớt nó chạy quanh. Em coi mức nhớt có tới đâu rồi. Chưa thấy em mình. Lao này chưa đẹp nè. Cái này em lao chưa đẹp. Lao này em phải lao mạnh cho nó đẹp. Em lao nó còn dấu quá. Tới đâu rồi? Ừ đổ hết luôn. Lao phải lao cho đẹp hiểu không? Rồi ok. Nè anh em, con Z300 này có lên sẵn đèn LED này rất là đẹp luôn. Bên cốt bên pha nha. Khi anh em mở mỗi sáng hết thì lên hai bóng. Xe đó, đó. Con này là đá. Khỏi cần anh em lắp chợ sáng luôn. Đi khỏi cần lắp chợ sáng, đèn này rất là sáng rồi. Bóng này lên rất sáng, chủ xe lên rất là sáng, không cần lên nữa. Mấy con này đi phượt thôi chứ khỏi nói luôn, tiết kiệm. Rồi xong. Rồi anh em về dọn rồi đó. Chúc anh em một cái phải gọi sao ta? Chúc anh em có một cái mùa Tết trải nghiệm xe thật là ý nghĩa ha. Rồi đề lên. Cái con này đề lên cảm giác nó mạnh liền ha. Lực liền. Rồi như vậy là đã xong. Chúc anh em ăn Tết vui vẻ. Chuẩn bị một cái Tết thiệt là ok. Và chúc chủ xe này và chủ xe kia đó, trải nghiệm hai con xe thiệt là tuyệt vời. Quan trọng là mình phải an toàn cho bản thân nữa. Không có lên là bốc đầu mắc xịt bít là được rồi đó. Lên chỉ 299 là được. Con này làm gì tới 299 nổi. Con này là một max speed của nó là từ 17 đến 19. Có ai chạy hay thì cũng phải có lên 19 luôn. Con này nè, 18 19 gì đó. Chạy hay. Rồi ok anh em. Vậy là mình kết thúc clip ở đây. Bye bye anh em nha.